Thì nói chung là có nhiều chuyện mà tôi mới nói với bà được. Trời ơi, sao không nói, mình là bạn bè cơ mà. Nói đi, chuyện gì nói hết luôn đi. Nói ra đừng có nói tôi nhiều chuyện đó nha. Rồi biết rồi, nói đi. Ôi, cái gì? Bà có ông chồng dễ thương ghê luôn. Ai? Tự nhiên ai đi nói ổng hả ngoại tình này nọ. Mà gì bà hết sức à? Chính là bà đó. Trời ơi, thôi gì vậy trời. Trời ơi, đây là ngày sinh nhật của tôi. Ai mà khinh. Ủa cái gì vậy ba? Tôi mới thấy ổng đi ra ngoài. Trời, ổng đi ra ngoài đó. Tại sao bà lại để ông đi ra ngoài? Trời ơi, hôm nay ngày sinh nhật của tôi mà hình như ông cũng không có nhớ hay sao ấy. Chết tôi rồi. Trời ơi, thấy thương quá. Chồng của mình á thì mình phải tin là đúng rồi. Chứ đừng có nghi ngờ gì hết trơn hết á. Ờ. Cứ để cho người ta thoải mái, người ta đi ra đường đi. Có cái gì á xảy ra thì cuối cùng người ta cũng về nhà mình à. Ủa là sao, xảy ra gì nữa? Thì nói chung á là có nhiều chuyện mà tôi mới nói với bà được. Trời ơi, sao không nói, mình là bạn bè cơ mà. Nói đi, chuyện gì nói hết luôn đi. Nói ra đừng có nói tôi nhiều chuyện đó nha. Rồi biết rồi, nói đi. Dạo này á, tôi hay thấy á, ông đi chung với ông Trường Giang ở đầu xóm á. Ông Trường Giang hả? Ê, trong đó là ông tào lao nhất hàng xóm nè. Đúng đó. Rồi tôi thấy tự nhiên nha, từ trước tới giờ chồng bà đâu có bao giờ mà đi cà phê cà pháo lang thang ngoài đường đâu, mà hôm nay nha, đi cà phê mà vô cà phê võng nữa. Cà phê võng hả? Ừ, thì cà phê thì nó có võng thì mình uống cà phê xong mình nằm ngủ cũng được mà, có sao đâu. Ôi ôi, sao mà ngây thơ quá vậy. Cà phê võng á là à ơi, à ơi, à đê xê, à lê lê tê. À lê tê hả? Trời, vậy luôn là tê luôn đó. Trời ơi, không tin nổi luôn, không, chồng tôi không phải là một người như vậy đâu. Tại vì tôi thương bà thôi nên tôi mới qua đây tôi nhắc bà. Tự nhiên tôi thấy chồng bà đi vô trong quán cà phê bỗng đó, rồi có một con bé nó bước đi vô, nó đưa cho ổng một cái gì đó, rồi nó xoa đầu của ổng nhẹ nhàng dịu dàng lắm. Chứ đâu phải như bà đâu, nhà bà nắm tóc, nắm đầu người ta hoài, giờ người ta không còn ổng tóc nữa, bà thấy chưa? Trời ơi, nó có cái gì vậy? Ủa, cái con nhỏ nào vậy? Trời ơi, mình phải làm sao giờ? Ôi trời ơi, làm sao đi? Ngọc ơi, mình phải làm sao đi? Trời ơi, không biết làm sao nữa, trời đất ơi. Chuyện đơn giản mà. Bây giờ á, chuyện vợ chồng mà có đứa thứ ba xen vô thì mình phải làm gì? Đi đánh ghen. Đánh ghen? Ừ. Mấy vụ này tôi rành lắm, chuyên nghiệp lắm hả? Chuyên nghiệp lắm. Trời, vậy tôi đi, tôi không có biết cái gì hết trơn. Tôi không biết phải đánh người ta như thế nào luôn á. Tôi sống ngoan ngoãn, tôi không có biết cái gì hết trơn luôn á. Ủa gì vậy? Hả? Ủa qua chơi hả? Châu ơi, Châu ơi. Mày làm cái gì vậy tôi vậy? Châu ơi. Ủa qua mày làm cái gì vậy tôi? Tôi chưa làm gì hết. Trời ơi, chị ơi, chị làm cái gì tự nhiên chị khóc ba ba vậy? Lỗi này sai, bé có trâu bây giờ nói gì đi. Lỗi tại anh. Anh có muốn nói gì với em không? Anh nói gì? Anh làm lỗi gì với người ta thì anh nói đi anh ơi. Trời tôi lỗi ơi. Cái gì? Chuyện gì nói đi trời ơi. Chuyện gì nói đi. Là chuyện gì? Bây giờ tôi nói cái gì bà lặp lại như vậy. Ok. Rồi sao mà nói tới sâu vô. Ok chưa? Anh giấu giếm tôi gì? Anh giấu giếm tôi cái gì? Anh có giấu gì đâu. Anh không có giấu kìa. Trời ơi, cái gì vậy tôi chứ? Nè, thì bữa giờ á, ông không quan tâm đến tôi rồi. Tại sao anh âm lơ là tôi rồi? Ngày hôm nay là ngày sinh nhật của tôi mà ông không nhớ. Nói hết. Lẹ lên. Nói lẹ lên. Quên rồi, nói đi. Rồi, quay qua đi. Đớp theo nha. Ờ. Tại sao dạo này ông không quan tâm đến tôi? Anh không quan tâm đến tôi. Khi bước ra đường thề hôn tôi một cái. Anh cũng không thể hôn một tôi một cái. Mỗi đêm qua ôm anh, tôi qua ôm anh, anh cũng chẳng thèm. Ủa sao biết vậy? Trời ơi, cái gì vậy trời? Thôi bây giờ em đi ra đi, để nói chuyện với bà đi. Thôi rồi, để tôi nói luôn cho. Tôi thay mặt cho một người vợ chân chính đứng ra đây để giặt mặt anh. Anh ghê gớm lắm. Anh ghê gớm lắm. Tại sao? Tại sao? Anh đi mèo mỡ gà đồng ở ngoài.
anh có mèo mỡ gì đâu trời, anh đang đi làm mà. Ha 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 ha, đúng rồi, nói gì phải có bằng chứng chứ. Bằng chứng đâu? Anh muốn bằng chứng. Đúng vậy. Sao mà cười hùa người ta không vậy trời? Em... đây là cái gì? Tóc. Trời, tóc của ai? Ê, tại sao hồi nãy khi ông bước ra đường ông có ôm vợ ông hay không? Đâu có, tại sao bây giờ dính một cọng tóc dài? Tôi khẳng định đây là tóc của tôi. Trời ơi. Ủa chồng ơi, chồng có tóc đâu mà tóc? Không phải, thực sự ra là vậy nè, mấy hôm nay á anh giấu giếm em. Anh biết là ngày sinh nhật của em, anh muốn tạo cho em một cái gì đó bất ngờ, cho nên anh mới quyết định là anh đi bán tóc của mình. Cái gì? Ủa anh ơi, đầu của anh có tóc đâu mà đi bán, anh ơi, anh nói xạo à, anh kỳ quá. Không phải, nó anh biết được một cái loại hay lắm. Chỉ cần chét cái loại lên đầu là anh có tóc, xong anh gạt tóc anh nên đi bán như bán lúa vậy đó em. Ủa cái chuyện này sao mà có thể xảy ra được, ổng nói chuyện xạo kìa. Thiệt mà, đây nè, đây nè nè. Để anh cho em coi. Để anh cho em coi, chờ anh chút xíu đi. Cái gì vậy? Trước mắt là mình phải xịt thuốc lên đầu, sau đó mình nhúng đầu vô luôn, cho nước nó ngấm vô. Thấy không? Trời, em thấy chưa? Thấy, chồng có tóc thiệt kìa. Thấy chưa? Trời, đừng nắm. Quá trời kìa. Tóc nó mới dài ra, nó còn hơi yếu. Đừng nắm nha. Đừng nắm. Đây. À, ông Luật ơi, ông Luật. Cái gì? Tôi nghĩ là ông đừng bao giờ để tóc dài nha. Sao vậy? Không sao đâu, thuốc hay lắm. Người ta nghiên cứu, người ta chét lên một cái con vật, thì cái con vật có lông nó mọc dài ra, thì từ cái con vật đó, cái bà đó bà suy nghĩ tới anh, bà xích lên đầu anh. Không ngờ tóc anh mọc dài ra vợ à. Thời anh tới, anh đi cắt tóc anh bán hổm rày, được mười mấy triệu. Anh mua cho em một chiếc vòng, tặng em ngày sinh nhật. Chồng dễ thương ghê luôn. Ai tự nhiên ai đi nói ổng hả ngoại tình này nọ, mà gì bà hết sức rồi. Chính là bà đó, bà quá phá hạnh phúc gia can của người ta. Bà tôi nói đó, cho bà biết á, tôi đã lấy cái thuốc đó tôi chét lên đầu của ba bà rồi. Bây giờ tóc ba bà còn mọc dài hơn tóc tôi nữa. Ổng cũng bị ho giống tôi thấy thương ổng. Hôm bữa xui quá, mới chét trên đầu tôi xong, chét qua ổng là hết thuốc giữa chừng, cho nên ổng mọc có nửa bên thôi à, còn nửa bên thì không có. Cho nên bây giờ hãy lấy loại thuốc này đem về chét nửa bên còn lại đi. Đó chính là thuốc mọc tóc Long Hair. Wow, thật là kỳ diệu. Thuốc mọc tóc Long Hair, chỉ cần chét mọc tóc da đầu.